Hà ơi, em có chuyện gì vui phải không? Cùng nhau ăn mừng nha. Bí mật để tạo nên vị ngon của món chính là thêm Ajinomoto vào trong sốt xào, giúp cân bằng 4 vị cơ bản ngọt, chua, mặn, đắng trong món ăn. Đó chính là vị umami. Chuẩn đó. Em muốn anh nấu món gì nữa không? Còn nhiều món ngon, vào đây chọn nhé. Ajinomoto, cùng năm hạnh phúc. Ajinomoto.